Giải quyết hệ thống của tạo hóa. Russia, Nga, go hãy về home nước ngay lập tức. now. Chào, chào tất cả quý vị. Đây là dành cho quý khán giả và tất cả những ai cầu nguyện, tán thán và cảm ơn tôi bằng ngôn từ, bằng lời nói và những ca khúc mà thậm chí tôi đã nghe được sau khi xuất định. Tôi chỉ muốn cảm ơn quý vị. Tôi vẫn còn rất xúc động. Đó là vài ngày trước. Và số lượng người rất lớn tham gia vào việc đó thật sự khiến tôi bất ngờ. Nếu thông tin này từ các chư thần chăm sóc dân số của địa cầu này là chính xác, thì có hơn 3,8 tỷ công dân thế giới đã xem. Tuy nhiên, tôi, chúng ta, quý vị, tất cả nên cảm ơn Thượng Đế Toàn Năng, Thượng Đế thật từ bi, khoan dung cho bất kỳ bình an và hạnh phúc nào chúng ta có được trong đời. Hàng ngày, tôi cảm ơn Ngài. Và Ngài là đấng thực hiện. Ngài là tất cả. Tôi cũng đã nói chuyện với Thượng Đế và đã thưa với Thượng Đế rằng con người cần được giúp. Không chỉ riêng con người có lỗi. Bất cứ ai tạo ra thế giới này trong một kiểu hỗn loạn như thế hoặc tạo điều kiện cho tất cả hỗn loạn này xảy ra, y phải bị khiển trách. Tôi đã tranh luận với Thượng Đế về điều đó. Tôi nói con không chấp nhận điều đó. Con trách kẻ đã tạo ra tất cả hỗn loạn này, tất cả cám dỗ này, tất cả cạm bẫy và mưu mẹo để khiến con người sa ngã. Vì trong thế giới vật chất này, rất khó để luôn thánh thiện và không sa ngã. Vì vậy, xin hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi chỉ bằng cách ăn thuần chay và tạo hòa bình. Và nếu quý vị có thể, hãy giúp tha nhân. Tha nhân không có nghĩa chỉ là con người, mà còn người thân động vật, cây cối, thực vật. Hãy bảo vệ họ, bảo tồn họ bất cứ nơi nào quý vị có thể, vì họ tốt cho thế giới của chúng ta. Làm ơn. Làm ơn. Chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Con cái chúng ta cũng vậy. Chỉ cần bắt đầu với ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Xin mời quý vị xem tiếp để tìm hiểu thêm. On Thursday, August 17th, 2023, while still in her intensive meditation retreat, our most benevolent Supreme Master Ching Hai Vigan sent a message of thanks and appreciation for the touching praising words and songs that she recently heard from a remarkable number từ một số lượng đáng kể công dân trên thế giới. Master also explained sư phụ who cũng giải is to blame for the ai là planet's người negative trách system vì hệ thống phủ định của địa cầu beings, khiến chúng sinh vướng vào and suffering. Cám dỗ và đau khổ. Chào, chào tất cả quý vị. Đây là dành cho quý khán giả và tất cả những ai cầu nguyện, tán thán và cảm ơn tôi bằng ngôn từ, bằng lời nói và những ca khúc mà thậm chí tôi đã nghe được sau khi xuất định. Tôi chỉ muốn cảm ơn quý vị. Tôi vẫn còn rất xúc động. Đó là vài ngày trước. Và số lượng người rất lớn tham gia vào việc đó thực sự khiến tôi bất ngờ. Nếu thông tin từ các chư thần chăm sóc dân số địa cầu này là chính xác,
thì số lượng đó là hơn 3,8 tỷ. Công dân thế giới đã xem. Ước gì toàn thể công dân thế giới biết được điều đó. Xem buổi nói chuyện của tôi được phát sóng trên tin mới Ba Sen gần đây nhất. Tuy nhiên, con số lớn như thế thật sự khiến tôi sửng sốt. Thật sự khiến tôi giật mình. Tôi vẫn đang cố gắng tìm từ ngữ để cảm ơn quý vị và để bày tỏ sự cảm kích, hy vọng và niềm vui bất ngờ của mình. Tuy nhiên, tôi, chúng ta, quý vị, tất cả nên cảm ơn Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Thượng Đế thật, từ bi, khoan dung cho bất kỳ bình an và hạnh phúc nào chúng ta có được trong đời. Hàng ngày, tôi cảm ơn Ngài. Và Ngài là Đấng thực hiện, Ngài là tất cả. Tôi nên nói Ngài là tất cả, vì đó có nghĩa là Ngài là nam, là nữ. Vì chúng ta không thể xác định rằng Thượng Đế chỉ là nam. Thượng Đế là toàn thể, Thượng Đế là tất cả, Thượng Đế thật. Và chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả các vị minh sư, quá khứ, hiện tại và có lẽ vị lai, cũng đã giúp chúng ta một tay. Chúng ta cũng cảm ơn tất cả chư thánh hiền trong thời đại mình, trên các cõi thiên đàng, trên trần gian, cũng như nơi nào khác trong vũ trụ, vì giúp chúng ta tạo hòa bình và một thế giới thuần chay, để biến thế giới này thành địa đàng cho tất cả chúng ta được vui hưởng thảnh thơi, giải thoát và hạnh phúc bây giờ và mai sau. Chúng ta có thể là con người, nhưng chúng ta không phải khổ sở, đớn đau, gây chiến với nhau và với các chúng sinh khác, bởi vì những điều này gây ra quá nhiều gánh nặng, quá nhiều lo lắng, quá nhiều đau khổ mà chúng ta không đáng phải chịu. Quý vị không nên cảm ơn hay là tán thán tôi gì cả. Tôi chỉ là một phần rất khiêm tốn của công cụ để làm cho hòa bình hoặc thế giới thuần chay khả thi. Nếu có thể, tôi vẫn đang cố gắng chiến đấu về điều đó. Và nếu quý vị có chút nào thật sự cảm ơn tôi và cảm kích nỗ lực của tôi hoặc buổi nói chuyện nhắc nhở của tôi, thì xin hãy làm giống vậy. Điều đó sẽ giúp vô vàn. Trước hết là giúp bản thân, gia đình, quốc gia của quý vị và bất kỳ những gì quý vị yêu thích, bất kỳ ai quý vị thương, bất kỳ bạn hữu nào, thú cưng nào, công việc, kinh doanh, tài sản, hạnh phúc và tất cả những gì quý vị hằng mong ước. Tóm lại là cách quý vị sống cuộc đời mình, mà thật sự không nhiều, chỉ cần ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện, nghĩa là giúp những người khác mà đang gặp khó khăn. Chúng ta chỉ cần làm thế thôi, thật vậy. Và vẫn cần cảm tạ Thượng Đế rằng mình có thể làm điều đó, rằng chúng ta có đặc ân, vinh dự, sức mạnh để làm tất cả những điều đó. Chỉ làm ba điều: ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Tạ ơn Thượng Đế và tán thán các cõi thiên đàng mỗi ngày. Chúng ta cũng phải cảm ơn Vua Hòa Bình. Nếu có hòa bình hay bất kỳ thành công thuần chay nào cho thế giới chúng ta, đều là do Thượng Đế Toàn Năng, do tất cả chư thần tốt trên thiên đàng, do tất cả các vị minh sư, tất cả chư thánh hiền, cũng như Vua Hòa Bình và Vua Thuần Chay. Xin hãy cảm ơn tất cả các ngài giùm tôi. Tôi cảm ơn các ngài mỗi ngày và vẫn đang chờ đợi kết quả sẽ đến. Tôi cũng đã nói chuyện với Thượng Đế và đã thưa với Thượng Đế rằng con người cần được giúp. Không chỉ riêng con người có lỗi. Bất cứ ai tạo ra thế giới này trong một kiểu hỗn loạn như thế hoặc tạo điều kiện cho tất cả hỗn loạn này xảy ra, y phải bị khiển trách. Tôi đã tranh luận với Thượng Đế về điều đó. Tôi nói, nếu bất cứ ai có thể tạo ra thứ gì đó nhưng không thể sửa chữa nó, thì họ nên từ chức khỏi hệ thống cấp bậc thiên đàng.
Con không chấp nhận rằng mọi tội lỗi đổ lên đầu con người. Con không chấp nhận. Tôi nói con không chấp nhận điều đó. Con trách kẻ đã tạo ra tất cả hỗn loạn này, tất cả cám dỗ này, tất cả cạm bẫy và mưu mẹo để khiến con người sa ngã. Vì trong thế giới vật chất này, rất khó để giữ thánh thiện và không sa ngã. Tôi đã dùng mọi lời lẽ có thể để tranh luận với Thiên Đế. Và thú thật là tôi la hét vào mặt vị gọi là tạo hóa này và bảo y này hãy biến đi. Nếu không thể sửa chữa thì hãy biến đi. Hãy để con người chúng tôi yên. Tôi biết có lẽ tôi không nên làm như vậy, nhưng tôi đã làm. Tôi đã làm vậy không chỉ một lần, không phải lần đầu tiên. Tôi đã làm điều đó trước đây nhiều lần. Mỗi khi tôi quá sức thất vọng, mỗi khi tôi không thể chịu đựng nổi bởi sự đau khổ của con người và người thân động vật. Vì vậy, xin hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi chỉ bằng cách ăn thuần chay, tạo hòa bình. Và nếu quý vị có thể, hãy giúp tha nhân. Tha nhân không có nghĩa chỉ là con người, mà còn người thân động vật, cây cối, thực vật. Hãy bảo vệ họ, bảo tồn họ bất cứ nơi nào quý vị có thể, bởi vì họ tốt cho thế giới chúng ta. Họ tốt cho quý vị, tốt cho địa cầu và tốt cho tôi. Làm ơn giúp tôi. Và tôi sẽ cảm kích điều đó nhiều hơn là quý vị hát các ca khúc và cảm ơn tôi mà thậm chí tới được tai tôi. Tôi quá kinh ngạc rằng ngay cả những ca khúc của con người, ý nói không phải của đồng tu, đệ tử hay những người được gọi là hội viên của tôi, ý là quý vị, những người ngoài kia, những người tình cờ đã nghe hoặc xem tin mới bay sang được phát sóng trên truyền hình Vô Thường Sư về buổi nói chuyện với người của tôi, và cũng nói một phần với quý vị, quý khán giả. Ý là, trong thế giới vật chất này, ngay cả tôi cũng khó nghe được thông điệp từ thiên đàng. Mặc dù tôi nghe được, ghi chép lại, nhận thông điệp hàng ngày, hầu như mỗi ngày, nhưng vẫn có nhiều thông điệp bị mất đi vì tôi quá bận. Tôi có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều việc trần gian phải làm, và cả việc bên trong nữa. Tôi có công việc của thiên đàng, của địa ngục và của địa cầu. Và tôi không đòi hỏi quý vị hy sinh gì cả. Chỉ cần bỏ miếng thịt đó xuống. Đâu có nhiều đâu. Và tạo hòa bình với nhau vì đó là cách chúng ta sống. Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải tạo hòa bình. Tôi sẽ nói với quý vị một điều. Quý vị có thể nghĩ tôi khoe khoang, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng tôi cũng hy sinh. Nếu quý vị gọi yêu cầu của tôi là một sự hy sinh, thì tôi cũng hy sinh rất nhiều. Trước hết, quý vị biết tôi ăn thuần chay. Tôi đã mất rất nhiều tài sản, tài chánh và tiền mặt. Tài khoản ngân hàng của tôi đã bị chặn bởi một số thực thể mà không có lý do gì cả. Nhưng tôi không thể đi ra ngoài kia, đi ra tòa kiện họ và lấy lại tiền của tôi. Tôi mặc kệ thôi. Ý tôi là vài triệu tiền của tôi. Hoàn toàn là tiền của tôi. Tiền kiếm được một cách trong sạch. Tôi giữ ngũ giới. 105 giới là không trộm cắp, nên tất cả là tiền của tôi. Tôi đã kiếm được, tôi đã làm ra bằng các phương tiện khác nhau, có lẽ về mặt nghệ thuật, hoặc bán các thứ. Nhưng đừng bận tâm về điều đó. Tôi chỉ nói với quý vị để quý vị biết thôi. Nên ngay bây giờ,
Tôi chỉ có vài chục ngàn trong tay. Phòng khi tôi phải đi ra ngoài, nhưng tôi thậm chí không được phép đi ra ngoài, mà phải ở một nơi để bế quan. Không chỉ không được phép ra ngoài mua sắm hay đi bất cứ đâu, thậm chí còn không được phép đi ra đường, chỉ để hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng tôi lẻn ra ngoài, mạo hiểm bị phạt, để chụp vài tấm hình ngay gần đó. Tôi không thể đi xa lắm, có lẽ vài trăm mét. Thế thôi, chỉ đi chụp ảnh, chứ không làm gì khác, và chạy thật nhanh trở lại nhà. Bất cứ điều gì tôi muốn, ngay cả hòa bình và thuần chay, không phải cho tôi, mà cho quý vị. Tôi vẫn phải trả giá. Tiền của tôi cũng bị lấy cắp. Tất cả tiền tiết kiệm của tôi đã bị lấy cắp. Cho nên bây giờ tôi còn rất ít tiền. Không thể mua bất kỳ căn nhà nào. Không thể làm bất cứ gì. Không thể du hành. Thậm chí không thể đi nhà hàng chỉ để thưởng thức một bữa ăn mà không phải làm việc đã được chuẩn bị sẵn và phục vụ cho tôi. Thậm chí không thể đi chợ để mua thứ mình cần, thứ mình thích mà phải dựa vào người khác, mấy thứ trực tuyến. Thậm chí không thể có bất kỳ ai trong số gọi là thị giả thường trú ở gần, vì họ cũng kiểu như sẽ làm tôi phân tâm công việc của mình. Và rồi tôi sẽ phải chăm sóc tâm trạng của họ, tâm trạng của con người, tính khí, ham muốn của con người, cá tính của con người, bất cứ gì. Quý vị biết mà. Quý vị có gia đình, quý vị biết. Có bạn bè, quý vị biết. Có vợ chồng, con cái, quý vị biết điều đó. Tôi đã và đang làm như vậy, cũng y như quý vị. Cho dù tôi không lập gia đình như quý vị hoặc có con cái như quý vị, nhưng tôi cần phải đối phó với rất nhiều người. Gia đình tôi rất lớn, vẫn còn rất lớn. Tôi đã từng sống với họ trước đây, với tất cả các thường trú, giống như một gia đình. Và quý vị biết như thế nào rồi. Đối phó với rất nhiều người và sống với họ thậm chí ngày này qua ngày khác. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ hơn, tôi có nhiều sức lực hơn và ít việc hơn. Bây giờ, tôi có vô số việc phải làm, bên trong lẫn bên ngoài. Tôi nhớ tới đâu nói tới đó. Có thể sẽ không theo thứ tự về loại này hay loại kia hay gì cả. Nên mong quý vị thông cảm. Còn gì nữa? Tôi cũng phải hy sinh rất nhiều. Không thể có người thân chim của tôi bên cạnh mà tôi thương vô vàn. Cũng đã nhiều năm không gặp họ rồi. Tôi cũng không thể gặp người thân chó của tôi mà tôi cũng thương vô cùng. Thỉnh thoảng, tôi có thể giao tiếp với họ qua thần giao cách cảm, nhưng không phải luôn luôn. Và tôi nhớ họ nhiều lắm, và họ cũng nhớ tôi. Nhưng tôi bảo họ rằng, tôi không thể gặp họ, và họ hiểu. Họ hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là chúng tôi không nhớ nhau vô vàn. Đôi khi tôi khóc một mình. Khóc một mình, làm việc một mình. Bởi vì tôi nghĩ, không có ai trên địa cầu này mà hiểu những gì tôi làm, những gì tôi cảm nhận. Bất cứ gì về tôi. Nhưng tôi không còn vì mình nữa. Tôi không làm việc cho bản thân. Tôi không đòi hỏi gì cho tôi. Tất cả tôi cần là đủ mạnh mẽ để làm theo thiên ý. Để cứu càng nhiều linh hồn càng tốt. Những người đã bị mắc bẫy. Những người đã bị đầu độc. Đến mức mất trí, mất lý lẽ, mất hiểu biết và khuynh hướng thánh thiện của họ. Tôi cảm thấy thương cho tất cả quý vị. Cũng như tôi cảm thấy thương cho tất cả những đau đớn về thân thể mà quý vị và người thân động vật phải chịu đựng bất tận. Hàng ngày, tôi phải làm việc với điều đó, phải thấy sự đau khổ của con người và sự đau khổ của người thân động vật ở khắp nơi trong bản tin. Và chương trình mà chúng tôi thực hiện, tôi cũng phải cung cấp cho họ một số tin đó nữa. Cũng phải cung cấp cho họ tất cả những tin này để họ có thể kết hợp thành các chương trình để quý vị biết sự thật về chiến tranh, sự thật về đau khổ của người thân động vật trong lò mổ và sự thật về tất cả những gì ảnh hưởng đến nhiệt độ của địa cầu chúng ta và gây ra biết bao nhiêu thiệt hại, đau khổ ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày mở bản tin ra,
quý vị sẽ thấy ít nhất đau khổ nào đó từ thiên tai, từ chiến tranh, từ đói khát và từ người thân động vật đang chịu thống khổ trong lò mổ hoặc nơi nào khác. Và nhân đây, theo bản tin mới nhất, có rất nhiều căn bệnh có từ thời xa xưa đã xuất hiện trở lại. Ngoài ra, một biến thể COVID mới đang lây lan khắp nơi. Vì vậy, xin hãy chăm sóc bản thân. Hãy cẩn thận khi đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác. Xin hãy đeo khẩu trang. Đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm. Tôi biết đeo khẩu trang cũng không phải là điều tôi thích. Và nó rất phiền toái. Nhưng làm ơn, tính mạng của quý vị rất quan trọng. Quý vị sống càng lâu càng tốt, để biết đâu, bỗng nhiên, quý vị đổi ý, chuyển sang thuần chay, hoặc tìm được một vị thầy khai ngộ, ở đâu đó cứu rỗi linh hồn mình. Nếu không thích cảm giác khi đeo khẩu trang, hãy chịu đựng. Vì hãy nghĩ đến các bác sĩ, y tá và nhiều chuyên gia khác. Họ phải đeo khẩu trang cả ngày, mọi ngày trong đời vì công việc của họ. Cho nên, xin hãy chịu đựng vì lợi ích của chính quý vị và vì lợi ích của gia đình quý vị. Cầu xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. Không có gì được tạo ra để chúng ta dễ dàng trong đời sống và dễ nhớ đến Thượng Đế và các cõi thiên đàng và danh phận thật của chúng ta là con cái của Thượng Đế, là những chúng sinh thánh thiện từ thiên đàng đi xuống, vốn là để giúp phát triển thăng hoa từ trường của địa cầu. Nó không dễ. Vì vậy, tôi đã trách tạo hóa vì đã không làm tốt công việc y. Tôi có thể sai, tôi có thể bị trừng phạt và xuống địa ngục vì la hét, la rầy và nguyền rủa vì Thiên Đế tạo ra thế giới này. Nhưng tôi cần phải nói sự thật. Tôi cần phải bảo vệ con người, người thân động vật và mọi chúng sinh vô tội, kiệt sức trong thế giới vật chất này và những ai bị mắc bẫy, bị cám dỗ, bị gạt đủ mọi cách để rồi sa ngã, rồi bị cho rằng đều là lỗi của họ, vì thế mà đọa vào địa ngục, còn khổ đau hơn cả kiếp sống vật chất ở địa ngục. Tôi nói tôi không thể chịu nổi. Điều này rất phi lý, là một sự bất công lớn, phải được khắc phục, phải thay đổi. Hệ thống phải thay đổi. Hệ thống này hoàn toàn sai. Quý vị không thể chỉ đổ lỗi cho các chính phủ, thậm chí cả những kẻ hiểu chiến. Chúng ta phải đổ lỗi cho toàn bộ hệ thống tồi tệ, hệ thống không được tổ chức tốt, hệ thống không hợp lý. Theo tôi là như vậy. Tôi nói hãy phạt tôi nếu quý vị muốn. Quý vị có thể có quyền để làm điều đó, nhưng quý vị không thể ngăn tôi nói với quý vị sự thật và bảo vệ con người và mọi chúng sinh trên địa cầu này. Tôi không muốn nhắc lại với quý vị những gì tôi đã nói với họ trong những cuộc trò chuyện với Thiên Đế và Tạo Hóa, bởi vì nó không phải như quý vị tưởng tượng. Tôi không tiếc lời. Dù thô lỗ thế nào, dù ngôn ngữ thực sự thấp kém thế nào, để nói về hệ thống của địa cầu này và thế giới vật chất, những lời tôi đã dùng thật sự không đẹp. Tất cả những lời tôi dùng đều không đẹp, không lịch sự. Không phải là điều mà một quý bà nên dùng, không phải để quý vị nghe. Tôi chỉ nói với quý vị điều đó, để quý vị biết tại sao tôi không kể với quý vị. Nhưng quý vị có thể yên tâm rằng tôi không nói vòng vo, ngay cả đối với một quý bà cũng không. Vì tôi quá đau khổ khi nhìn thấy con người đau khổ trong chiến tranh, trong nạn đói, trong những căn nhà tra tấn. Cũng vậy đối với người thân động vật ở khắp mọi nơi. Và đối với tất cả những cây cối vô tội đã bị đốn hạ chỉ vì lý do nào đó hoặc không vì lý do gì. Chỉ vì thương mại, chỉ vì lợi nhuận, bất chấp sự sống còn của cả loài người. Và việc tra tấn hàng triệu người thân động vật
kể cả người thân động vật vô tội đang bơi trong biển hàng triệu mỗi phút. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, là chủng tộc, những chúng sinh cao thượng từ thiên đàng, không bao giờ nên rơi sâu vào tình trạng suy thoái như vậy. Tất cả chỉ vì sự cám dỗ từ lực phủ định ở thế giới này, và ta trách tạo hóa vì để cho lực phủ định thống trị địa cầu này, làm tổn thương con người, người thân động vật và mọi chúng sinh khác bằng sự cám dỗ, cạm bẫy, thủ đoạn của chúng, bằng những thủ đoạn bẩn thỉu, bằng hành vi thấp hèn và cách tàn nhẫn mà chúng ép buộc con người. Chúng dụ dỗ con người làm điều sai trái, và điều đó cũng ảnh hưởng đến vương quốc động vật và các vương quốc khác nữa. Tôi tức giận, thật sự tức giận. Nói quý vị rồi, tôi là một minh sư giận dữ vì nhiều lý do. Quý vị tưởng tượng rằng các minh sư đều tử tế, hay nói năng ngọt ngào và dịu dàng này nọ. Không đâu, tôi không phải vậy. Tôi là một minh sư rất giận dữ khi nói đến việc mọi chúng sinh phải chịu đau khổ một cách phi lý. Tôi rất tức giận. Tôi cũng tức giận vì họ không chịu bắt tôi làm con tin để những người khác được tự do. Họ không chấp nhận đề xuất này. Tôi giận dữ với rất, rất nhiều thứ rằng thế giới này đã được tạo ra để hành hạ con người, người thân động vật và mọi chúng sinh khác, những chúng sinh hữu hình như chúng ta hay cả những chúng sinh vô hình. Dĩ nhiên với địa ngục nữa. Tôi không muốn chấp nhận tội lỗi của con người. Linh hồn con người thuần khiết và trong sạch. Chỉ là ở trong thân người, họ bị mắc kẹt. Họ không biết phải làm gì. Họ hoang mang, dễ bị tấn công và yếu đuối bởi đủ loại ảnh hưởng xấu từ lực phủ định. Tôi giận dữ với điều đó. Tôi cũng đau khổ. Vì vậy, tôi thật sự giận dữ và nói chuyện với Thiên Đế hoặc với Tạo Hóa. Không phải với Thượng Đế Toàn Năng, dĩ nhiên là không, thì tôi không nói vòng vo. Và tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc về điều đó, và tôi không bao giờ nói lời xin lỗi với họ. Tôi nói hãy sửa nó hoặc đi khuất mắt. Nếu không, tôi sẽ tìm cách trục xuất quý vị vĩnh viễn khỏi địa cầu này, để loài người và những chúng sinh khác được tự do. Thật sự, tôi không biết nói với quý vị điều gì khác nữa. Tôi chỉ muốn nói, tôi đã nghe thấy lời cầu nguyện của quý vị, đã nghe những ca khúc tán thán của quý vị, và tôi biết bằng cách này hay cách khác, quý vị chịu đau khổ hàng ngày, dù ngắn hay lâu, và tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng làm ơn, hãy cảm tạ Thượng Đế, tán thán Thượng Đế Toàn Năng. Cảm ơn tất cả các vị minh sư đã giúp đỡ. Cảm ơn Thiên Đế Hòa Bình và Thiên Đế Thuần Chay đã giúp chúng ta rất nhiều. Và cũng cảm ơn ma quỷ hung hăng đã thay đổi tâm ý của họ và quay lại ở bên chúng ta thay vì chống lại chúng ta hoặc làm hại chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả những người thuần chay đang giúp những người ăn thuần chay, đang giúp người thân động vật và bất kỳ người nào đang gặp khó khăn, kể cả những em bé chưa chào đời, bằng cách không ủng hộ phá thai, bằng cách chống phá thai, cứu những mạng sống vô tội. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ có thế hệ người già và không ai giúp xây dựng quốc gia của chúng ta, địa cầu của chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả quý vị, bất cứ ai giúp đỡ sứ mạng của tôi bằng bất kỳ cách nào. Bất cứ ai nhớ đến Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế mỗi ngày hoặc bất cứ lúc nào quý vị có thể. Tôi cảm ơn tất cả quý vị, dù tôi biết quý vị hay không biết quý vị, dù quý vị là chúng sinh hữu hình hay chúng sinh vô hình mà tôi có thể đã quên đề cập đến. Tôi không cố ý làm vậy, chỉ là tôi có quá nhiều việc phải làm. Dù sao, tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị ở đây một cách chính thức, công khai, bằng cả tấm lòng. Xin hãy giúp con người. Quý vị không cần phải giúp tôi trong bất kỳ cách nào.
Cho dù thấy tôi dưới địa ngục cũng đừng bận tâm, chỉ làm ơn giúp tất cả họ. Họ bất lực vì nếu họ bị tổn thương, tôi cũng bị tổn thương. Vì vậy, nếu quý vị giúp họ, nghĩa là quý vị giúp tôi. Tôi cảm ơn quý vị. Xin Thượng Đế gia trì tất cả quý vị với mọi thứ quý vị cần và mọi ước muốn tốt đẹp của quý vị trở thành sự thật. Tôi thương tất cả quý vị, chúng sinh hữu hình và vô hình. Cầu mong đấng toàn năng luôn bảo vệ quý vị, gia trì quý vị và thể hiện tình thương với quý vị bằng mọi cách. Dĩ nhiên, tôi cũng cảm ơn các thành viên đội ngũ của tôi. Họ rất, rất tài năng. Và cảm ơn tất cả những người làm việc bên ngoài thuộc đội ngũ nội bộ, cũng như các thành viên đội ngũ làm việc từ xa. Đó là một hệ thống quy mô lớn, có tổ chức, mang đến màn hình tất cả những gì tốt nhất có thể để mang lại cho con người một số lời nhắc nhở về địa cầu xinh đẹp tuyệt vời này. Và lòng tốt ấy vẫn còn ở khắp mọi nơi trên thế giới để chúng ta noi gương, lan tỏa, hành động để giúp lẫn nhau, cho dù là nhân loại hay phi nhân loại. Truyền hình Vô Thượng Sư là một công việc có quy mô rộng lớn. Tất cả thành viên đội ngũ của tôi, họ rất xuất sắc. Dĩ nhiên đôi khi họ mắc lỗi, nhưng đó là lý do tôi phải ở quanh họ, để sửa sai, hướng dẫn họ, hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể. Điều đó không có nghĩa là tôi cũng không có ý nói đó là một công việc dễ dàng đối với tôi. Nhưng dĩ nhiên, đó là một trong những sự hy sinh của tôi. Và tôi nói với quý vị điều đó để quý vị biết rằng tôi không chỉ yêu cầu quý vị phải hy sinh. Tôi xin cũng rất nhiều với quý vị, bởi vì chúng ta ở bên nhau. Chúng ta là một đội ngũ con người. Chúng ta phải giúp tha nhân, những người yếu hơn như nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thảm họa, anh chị em người thân động vật, những chúng sinh khác, không thể lên tiếng cho bản thân họ, như cây cối, thực vật, đại dương, sông, núi, vân vân. Tôi không thể kể hết được, nhưng quý vị biết họ. Quý vị sống với họ mỗi ngày, quý vị hít thở với họ, quý vị cũng sống nhờ họ. Vì vậy, chúng ta cũng phải sống cho họ, cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thể sống thiếu cây cối, chúng ta không thể sống thiếu thực vật. Họ cung cấp cho chúng ta dưỡng khí thiết yếu, dinh dưỡng, bóng mát, tiện nghi trong nhiều cách. Chúng ta thậm chí không thể liệt kê hết, cho nên hãy bảo vệ tất cả họ, hãy bảo vệ người thân động vật là ân nhân của chúng ta. Hãy ăn thuần chay. Hãy cố gắng tìm một con đường khai ngộ để quý vị có thể hiểu thêm về vũ trụ, về cách sống một đời vui vẻ, an lạc ngay cả trên địa cầu vật chất này. Nếu tôi có thể giúp quý vị trong bất kỳ cách nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Quý vị không cần phải theo tôi, làm đệ tử của tôi hay bất cứ gì. Đó không phải là điểm chính của cuộc nói chuyện của tôi. Tìm bất kỳ minh sư nào khác nếu quý vị tin họ. Nhưng hãy tìm một con đường khai ngộ để hiểu thêm về thiên ý, về luật của vũ trụ, để quý vị có thể sống sót ở đây, có thể sống ở đây thoải mái, đẹp, hạnh phúc và nhẹ nhõm. Làm ơn. Chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, con cái chúng ta cũng vậy. Chỉ cần bắt đầu với ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Bất cứ điều gì khác là tùy quý vị quyết định. Tôi thương quý vị, tôi thương tất cả quý vị và tôi cảm ơn quý vị về những ca khúc, những lời cầu nguyện và lòng biết ơn của quý vị đã đến với tôi, thậm chí về mặt hữu hình.
từ khắp nơi trên địa cầu. Tôi rất cảm động. Tôi vẫn còn cảm động. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhưng làm ơn, chỉ cần ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Đó là cách quý vị cảm ơn tôi, nếu quý vị thật sự cảm ơn tôi. Nếu không, xin vui lòng. Chỉ cảm ơn Đấng Toàn Năng thôi. Cảm ơn các vị Thánh Hiền một lần nữa. Cảm ơn tất cả những người tu hành. Cảm ơn tất cả những người thuần chay đã làm cho một thế giới trở nên khác biệt, một thế giới tốt đẹp hơn. Cảm ơn bất cứ ai mà quý vị nghĩ là xứng đáng được cảm ơn. Còn tôi cảm ơn quý vị đã giúp biến nơi này thành một thiên đường hòa bình và thuần chay. Thượng Đế gia trì tất cả quý vị. Thượng Đế thương quý vị. Thượng Đế bảo vệ quý vị. Thượng Đế gia trì quý vị với tất cả những lời chúc tốt đẹp, cao thượng. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Tạm biệt. Thưa Sư Phụ vô vàn từ bi, sự tận tâm và tình thương vô điều kiện vô song của Ngài trong việc giúp địa cầu dễ bị tổn thương và mọi chúng sinh quý báu nơi đây, gợi lên những lời tán thán thành tâm và sâu sắc nhất của chúng con mà lời nói không thể diễn tả đủ. Luôn đồng hành cùng Ngài, chúng con cầu nguyện cho thông điệp ăn thuần chay tạo hòa bình làm việc thiện nhanh chóng đi vào lòng người để họ nhận ra thiên đường tại thế thật sự sẽ gần biết bao nếu giờ đây chúng ta tuân theo luật của Thượng Đế. Cầu mong Sư Phụ độ lượng, vui hưởng sức khỏe dồi dào, môi trường xung quanh thanh thản và thăng hoa, được tất cả các vị thiên đế huy hoàng bảo vệ. Mời quý vị đón xem buổi phát sóng thông điệp của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư với nhiều phụ đề hơn vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023 trong tiết mục giữa Thầy và Trò. Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo giữa Thầy và Trò liên quan trước đây, chẳng hạn như cuộc trò chuyện với quỷ, nhân loại phải hợp tác và ăn thuần chay vì hạnh phúc và hòa bình trường cửu, những tiết lộ của thiên đàng về các sự kiện thế giới trong tương lai, các cõi thiên đàng trợ giúp những người đi trên con đường thuần chay nhân từ, tri ân sự khoan hồng của Thượng Đế và tuân giữ các điều răn của Ngài, cầu nguyện cho thế giới được giải thoát, vân vân. Để xem các buổi hội thảo giữa Thầy và Trò liên quan và hơn thế nữa, tất cả đều có thể tải miễn phí. Xin vui lòng truy cập suprememastertv.com và tìm kiếm giải quyết hệ thống của tạo hóa